Bạc hà là một loại thảo mộc với rất nhiều công dụng chữa bệnh cũng như làm đẹp, rất lý tưởng cho mùa hè bởi nó là chất làm mát tự nhiên. Bạc hà được sử dụng rộng rãi để chăm sóc sắc đẹp, nó có tác dụng kích thích da và cải thiện lưu thông máu lên bề mặt da. Với đặc tính kháng khuẩn, chống viêm, bạc hà giúp bảo vệ và làm dịu làn da. Bạc hà cũng chứa axit salicylic có lợi trong việc ngăn ngừa và trị mụn, giúp kiểm soát và ngăn ngừa các đợt phát ban trên da như mụn trứng cá, nhọt và phát ban nhiệt. Do giúp giảm nhờn nên bạc hà rất lý tưởng dùng cho da dầu và da hỗn hợp. Bạc hà cũng được cho là cải thiện khả năng giữ ẩm của da, do vậy được thêm vào nhiều sản phẩm chăm sóc da như kem làm sạch cho da nhờn và dễ bị mụn trứng cá hoặc kem dưỡng da. Có nhiều cách để bạn có thể thêm bạc hà vào thói quen chăm sóc da của mình. Nếu như chăm sóc tại nhà, lá bạc hà tươi hoặc khô có thể được nghiền nát hoặc tán thành bột và đắp mặt, hoặc nó có thể được thêm vào bột trái cây để làm mặt nạ giải nhiệt mùa hè. Trộn lá bạc hà đã nghiền nát với củ đu đủ chín và dưa chuột, thoa hỗn hợp lên mặt và rửa sạch sau 20 phút. Trên thực tế, bạc hà cũng có tác dụng làm sáng da và giảm rám nắng. Trong chăm sóc da dầu, hãy lấy nước cốt chanh và nước hoa hồng với lượng bằng nhau, thêm lá bạc hà đã nghiền nát và để yên trong vòng 1 giờ. Lọc lá và thoa chất lỏng lên mặt, rửa sạch lại sau 20 phút giúp giảm nhờn, làm tươi mới làn da, sáng da và làm mát da. Còn đối với da khô, tránh nước chanh và thêm bạc hà và nửa thêm mật ong vào nước hoa hồng. Chăm sóc da với mụn trứng cá. Đối với mụn trứng cá, lá bạc hà khô có thể được tán thành bột, đất sét tự nhiên và nước hoa hồng, tất cả trộn thành hỗn hợp sền sệt, thoa hỗn hợp lên mặt và rửa sạch khi khô, giúp làm sạch da, giảm nhờn và sáng da. Bạn cũng có thể làm hỗn hợp bột lá và đắp trực tiếp lên mụn nhọt, mụn trứng cá. Nó có tác dụng chữa bệnh và làm dịu các vết phát ban trên da bởi đặc tính chống viêm của bạc hà. Làm mặt nạ bằng cách trộn lá bạc hà đã xay hoặc nghiền nát với nước hoa hồng và mật ong thành hỗn hợp sền sệt, đắp hỗn hợp lên mặt trong 15 phút và sau đó rửa sạch bằng nước, bạn sẽ có được một làn da tươi mới. Bạc hà phù hợp với mọi loại da, nhưng do đặc tính diệt khuẩn của loại thảo mộc này nên có lợi hơn cho da nhờn và da bị mụn. Lá bạc hà được biết đến là giúp tiêu hóa. Lá bạc hà khô và bột lá cũng có thể được thêm vào đồ uống để có một thức uống mát lạnh, sảng khoái, đồng thời rất tốt cho sức khỏe trong mùa hè. Với những thông tin của báo Sức khỏe và Đời sống, mong rằng quý vị và các bạn có thể tự tìm cho mình được những tư vấn hữu ích. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo của chuyên mục Khỏe đẹp. Quý vị đừng quên theo dõi kênh YouTube của báo Sức khỏe và Đời sống, cơ quan ngôn luận của Bộ Y tế.